Bởi vì có người nói tội nghiệp, nó nói trời ơi, quý vị gặp được ổng mà quý vị không chịu học. Trịnh Phụng. Ồ, vị này bữa trước có đi lần rồi phải không? Dạ, A Di Đà Phật sao? Bữa nào chữa rồi, giờ cái vụ gì? À, rồi sao, nó có bớt được cái nào không? Bây giờ ngủ thì cũng vậy. Ngủ cũng chưa được hả? Chưa được. À. Giờ cái đầu gối thì bớt đau một chút. Đầu gối thì bớt đau một chút. Rồi. Giờ à. Bây giờ có thầy cái bao tử. À. Hát bơn, nó hát bơn hoài vậy. Bị nóng buổi đêm thôi. Buổi tối ngủ á, nó bị nóng. À. Mà nóng mà uống nước vô, uống nước lạnh hay là uống nước vô nó cũng không. Nó bắt ho, nó bắt ho. Cái chỗ này khó chịu. À. Cái đó không phải bao tử đâu. Tại cái nó đã ảnh hưởng. Đúng rồi. Ảnh hưởng này. Thấy như vậy nhưng mà không phải bao tử. Rồi cuối rồi hả Gary? Hết rồi phải không? Cái này bị cái tụy đó nha. Bị cái pancreas. Có khi muốn ở phải ngồi lên bị cái tán ngay cái tán nè. Lập bây giờ ở. Xong rồi tôi rửa tay rồi tôi chỉ cho này cho. Chú cha ra bắn hết đạn luôn rồi. À, bây giờ tôi nói ông nghe, ông chờ đường dây nha. Một chút nữa hết bệnh nhân này tôi sẽ giúp cho ông nha. Ông cứ đợi đi, cứ gì tôi gọi phải trả lời nha. Rồi, ok. Nếp kinh đây. Hình như gia vị này là vị chót. Rồi bữa nay quý vị sẽ có một trường hợp đặc biệt. Ông này ông gọi hồi sáng giờ ông gọi không biết ở tiểu bang nào đây mà muốn nhờ thầy Phước Lộc giúp cho giống như lửa cháy tới nơi rồi. Ông gọi tôi nói bây giờ ráng kiên nhẫn đợi đi, một lát nữa quý vị sẽ nghe hướng dẫn để mà chữa chúng qua cái người nào biết tiểu bang nào. Không đau gì mấy cũng được, miễn có đau là nói cho nghe. Dạ. Hả? Có đau không? À, hai bên nào đau nhiều? Bên này đau nhiều nè. Hả? Dạ. Chỗ này 7 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi xong chàng gợt bên đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy làm như vậy đi là nó sẽ đó. Đau lắm tôi biết mà. Đó. Rồi. Đó. Xong rồi cái chấm miếng dầu vô. Rồi. Xong đưa cái chân đây. À, mềm rút cái chân lên đó, vậy đó. À, rút lên mềm ha. Đó, đá cái này một chút xíu đó. À. Chỗ nào đau nói. Mềm chút xíu nữa. Chỗ nào không? Rồi ha. Rồi thử bên đây. Tôi cần thử coi bên nào đau nhiều. Bớt cho tôi chỗ này nha. Cái này nó sẽ tác động trên cái thận. Đó. Tối trước khi đi ngủ ráng tập cái này. Đó. Đó. Làm nổi không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỗ này nó có cái bọc. Cái bọc này nó tạo chất nhờn để nó nuôi cái khớp. Mà khi cái chất nhờn chỗ này nó thiếu, cái khớp nó nhức dữ lắm. Thầy bóp cái đó là để chất nhờn nó tạo chất nhờn. Chỗ này nứt không? À. Nó có bịch nứt hả? À. Nhưng mà diện nghe nó đau chỗ này không? Nó đau, trước khi đau ở đây. À. Hai cái đi. À, đấy nó cả vô. Cả vô. À, thì bởi vậy cho nên bây giờ nó đau bên đây, mình chỉnh bên đây không sao. Dạ.
Nè nè, nè. Đó, quý vị lên cái gì học viện chẩn nè. Ta nói con ở nhà đó. Con có làm cái này. Mỗi ngày phụ nữ á, người phụ nữ khổ lắm, đi thấy đôi giày đẹp á chứ không bao giờ chịu khó coi cái đế giày nó có bằng cái lòng bàn chân mình không. Thành thử thoạt vô miệng nó vừa là đi, mà hãy càng đi đó là càng ép mấy ngón chân này nè, để đến nỗi nhiều khi nó sinh ra cái xương khác này. Nó ác vậy đó, tức là một trong những cái triệu chứng tây gọi là plantar, nó thốn cái đế bàn chân luôn. Thứ hai nữa nó đau mai can. À, nữ không biết cái nghiệp của mấy bà sao làm đẹp gì vậy, không biết. Đó, là hai này là bị nè. Cái này là bị làm quá chật, không phải là không, ham đẹp. Không cái ham đẹp, mà làm quá thì nó cũng ra bệnh, đúng rồi. Thành nữ cho nên cái này đó là hai cục này. Dạ. Đó, thì dẫn nó ra là lấy hai cục này. Cái này nó là dạng gao á, rõ ràng á. Xưa nhỏ quá, làm gì quá vậy? Bây giờ già rồi, nó đủ thứ bệnh, đúng rồi. Nó mình xui nó vậy nha. 10 tuổi rồi, tự sống tới giờ. 10 tuổi là tự sống rồi ha. Mấy bà hồi xưa hay lắm nha. Một ngày xách mấy chục thùng nước lên đầu. Lăng phát triển, lúc nó phát triển. Nó bị nè, rút cái chân lên chút xíu. Đây, 3 điểm, 1, 2, hả? 3, đó, này. Cái cục đó là hai cục đó đó. Từ bữa tới bây giờ là cũng mới ngại mới làm. Làm điều không đủ sức thôi. Không đủ sức là tại mình làm chưa quen á. Bây giờ không đủ sức làm vậy nè. Ngồi xuống chân chỉ ra. Ngồi xây ra nè. Nè, đây lên nè. Mình hít vô. Hít vô, hít vô, hít vô một lần xương mỏng, hít cho tới khi nào cái tay nó lên thẳng đứng lên, tới đây nó gọi là đầy bụng, hơi thở vẫn đứng rồi đó, mặt nước về trước, lỏng vai, nắm tay này, kéo thẳng hết này lên, giữ hơi đó, buông xuống, thở ra, hít nè. Lỏng mà kéo thở ra. Một ngày tập vậy đi, cái lưng hết mỏi mà cái bao tử nó khó chịu ở lần sau. Khó chịu rồi thì sẽ tính sao, bây giờ tập nó trước đi. Rồi cái bao tử nè, ta đã trà rồi mà chưa chịu tin thì trà tiếp chỗ này nữa ha. Ở nhà nó làm chỗ này cho tôi, nghe không? Có ăn cam nhiều không? Ba thứ cam, hàn, quýt Việt. Đừng có ăn không? Chỉ có ăn bưởi là ok. Rồi chị chỉ trà cho tôi chỗ này thôi. Có cái chụp hình cho bà cái có cái xí ớt này. Trà cho nó. Nhớ không? Rồi. Còn bây giờ kêu em làm như vậy mà làm không kêu không luôn kêu không luôn cái nó đầu tiên nó không đúng mà muốn nó vô à, cái này nó hay tặc kìa, nó không hết bệnh mà trúng nó hết bệnh muốn hại nữa. Đêm á lăn lũ cái nó nghẹt thở vậy, cái mình hỏi ngồi lên đọc. Thấy gì vậy đó, thấy gì vậy, làm vậy nè, chờ tôi lên cho bà nè, hiểu không? Chà nó không thở. Em đâu không? Còn nếu không á thì ngủ mình đây nè. Nè nhớ mình tự mình làm cho mình. Dạ. Nè chà đây nè. Thấy không? Chà đây nè. Chà giữa. Bữa nó có kêu không? Ở nhà tự làm. Rồi hôm nay có một cái xong rồi ha. Rồi cảm ơn bà. Hôm nay có một cái đây sẵn tôi trả lời chung luôn. Rồi bà xong rồi bà về chỗ đi. Chúng tôi có thông báo chung về vấn đề mà đây nói chung cho các vị mà đang trên ở xem YouTube đó, thì có cái thông báo là quý vị mà có muốn hỏi thăm về bệnh đó thì chịu khó viết email, nếu mình không viết được thì nhờ con cháu gì đó, và trả lời đây là thầy Lộc sẽ trả lời và post vô cái mục mà hỏi đáp về bệnh tật đó, trong website nó có cái phần đó. Thứ nhất đó là để
nếu mà trong quý vị nào có một cái bệnh giống như vậy đó, họ xem và họ tham khảo, họ học chữa bệnh luôn cho các vị thầy đóng góp ở trên cái trang web. Còn cái việc mà điện thoại mà trực tiếp đó thì thầy Lộc cũng nói rồi, người ta gọi nhiều quá, thành thử ra xin miễn cho cái phần đó. Bởi vì không phải riêng về ở Hoa Kỳ này, mà thậm chí các tiểu bang này là cách nhau 3 tiếng, huống chi ở Úc có, Canada có, Đức có, Việt Nam, thành ra gọi suốt ngày đêm mà. Và nhiều khi tôi cũng muốn trọ đại số phone cho thầy Lộc và thấy tội nghiệp ổng quá, ổng sợ quá rồi. Thành ra một lần nữa đó, đây là cái vị này không biết sao cứ gọi hồi sáng giờ ổng gọi đây cả chục lần rồi đó. Mà ổng biết là thứ bảy có thầy Lộc chữa bệnh. Thành ra đây là trường hợp đặc biệt chứ không phải là cái thông lệ. Bữa nay coi như bệnh nhân đã hết rồi. Mà quý vị biết ổng gọi từ sáng tới giờ đó, thì bây giờ thầy Lộc nghe trường hợp này qua phone. Mà thật sự mà qua phone mà chữa bệnh nó không khác nào như mù rồi vôi vậy, thấy không? Ở đây mình nhìn còn không ra làm sao, mà vị này thì có lẽ thôi cũng để mà mình cũng thầy Lộc cũng hỷ xả giúp giùm cho ổng. Thì hồi sáng giờ ổng gọi, bây giờ tôi có nói ổng đợi máy. Ổng hình như là tên Mai ở tiểu bang nào đây. Vâng, rồi đúng rồi, demo nhưng mà ổng cũng không thấy được. Rồi vậy ổng hết duyên rồi, bắt đầu phone của ổng sao vậy đây. Ông gọi hồi sáng giờ không biết mấy chục lần, tôi nói một lát nếu dư giờ thì có thể giúp cho ổng. Nếu mà ổng reo lần nữa không được là coi như không xong rồi. Bây giờ tới chừng gọi ổng là chắc ổng bận phone hay sao. Tôi mới vừa nói ổng đợi chút xíu đi, để chờ ổng tắt chút xíu. Bên đó là 5 giờ mấy rồi, 5 giờ mấy rồi. Tôi nghe cái bệnh này cũng lạ. Ông nói bây giờ thay cái bằng chân giống như lửa rồi đó. Ông sợ quá. Ở đây mình còn ai nữa không? Ở đây mình còn ai nữa không? Hết rồi phải không? Thôi quý vị cũng quan hỷ, thầy Lộc cũng giúp cho cái ông này coi. Trước mắt mình không thấy làm sao mà qua phone mà chữa được. Phải không? Cũng rất là khó. Có chữa cái chân chưa, ngay bây giờ còn nữa hả, còn người nữa hả, anh làm giấy chưa? Chưa. Làm đi, làm giấy đi rồi làm giấy đi, để làm giấy đi, có cái tài liệu mà mình sẵn luôn. Tiện tôi nhắc quý vị luôn, ngày mai 6 giờ, chúng 6 giờ chiều, 6 giờ sáng đâu, 6 giờ chiều chúng ta có một cái buổi rất là đặc biệt, và mình cũng có cái buổi tiệc nhỏ nhỏ và hát karaoke, mà ca sĩ Nam Hưng đó muốn làm ngày chủ nhật hàng tuần 6 giờ 7 giờ, để quý vị thích hát karaoke có ca sĩ người ta giúp vui, thì hàng tuần đó là 7 giờ, nghe là mai là mở màn cho ca sĩ Nam Hưng đó, rồi mình có cái buổi tiệc. Chúng tôi thân rất là trân trọng mời tất cả quý vị có mặt ngày mai 6 giờ. Bây giờ mới trả lời đây. Ông nghe được không? Dạ, tôi nghe được thầy ạ. Đây, bây giờ tôi nói ông nghe. Đây nha, hồi nãy giờ bà con người ta chữa bệnh ở đây mà tôi không trả lời, ông gọi nhiều quá. Thì bây giờ như thế này, đặc biệt hôm nay là ngoại lệ, chứ là ông phải lên, ông dùng website nha. Ông viết mail và trả lời, thầy Lộc sẽ trả lời để cho bà coi chung thôi. Bây giờ đây là ngoại lệ. Bây giờ nè, bệnh tình như thế nào, ông tên gì, bây giờ mọi người đang nghe, ông nói lớn lên nha, mọi người đang nghe và thầy Lộc đang nghe đây. Rồi mời ông tên gì, ở đâu? Cảm ơn thầy Lộc và chào tất cả quý vị. Tôi có bà xã thầy bà, có ba chứng bệnh như vậy. Thứ nhất là bệnh khó ngủ. Rồi mất rồi phải không? Mỏi. Thứ ba là hai cái bàn chân ở bên này mùa đông là nó xuống zero độ F. Mà ở trong nhà bà chỉ mặc cái quần đùi chứ không có đắp mền. Đó thì bây giờ tôi để hỏi thầy Lộc hay là quý vị nào có biết gì là muốn chỉ dùng tôi cách chữa cho bà xã thôi. Ba cái tiểu bang nào? Tiểu bang nào? Trên bây giờ, bây giờ ông là ông tên gì? Ông hiện giờ ông ở tiểu bang nào? Dạ, tôi ở bên Virginia. Virginia? Virginia mà mặc quần cục mà báo đừng cái chân đừng cái lạnh sao được. Ông nói là ông này, bà này bà có cái máy sửa tự động. Mùa đông á mà bà không cần mà mặc đồ gì hết, mặc quần xà lỏng thôi, nó vẫn nó ấm như thường. Rồi bây giờ từ bệnh một nha. Từ bệnh một nha. Bây giờ ông nói từ cái đi rồi thầy Lộc giúp cho sẵn sàng bà con người ta nghe đây. Người ta học luôn. Cái mất ngủ.
đêm bà thường thường là bà 12 giờ bà ấy đọc kinh xong bà ấy nói đi tầm đọc nằm qua tầm lại đến khi mà khoảng cái 2 giờ sáng là lúc giờ là tôi bò dậy rồi tôi về bóp cánh tay để bóp chân bóp cái luân xa cái điểm 26 mà trên cái cán ở chỗ mà ông bị Quốc Châu ông có dạy ông là 4 cái việc Việt 26 Việt 19 Việt 127 Việt 124 Việt 34 tôi làm như vậy thì khoảng nửa tiếng sau thì bà bắt đầu ngủ được. Và cái tay á, thì cái tay nó bị tê đó thì nó bị mỏi á, mỏi lắm thì tôi phải bóp hai cánh tay đó rồi phải thoa nắn hai cái huyệt dung truyền ở cái bàn chân á để cho bà dễ ngủ. Đó là những điều mà tôi biết tôi làm được. Tôi thấy trên trên website thì tôi thấy thầy Lộc thì tôi thấy tôi tiếng được tiếng mất thì làm sao mà tôi muốn học vậy mà làm sao tôi học được. Vô website đi, vô sẽ có hết. Bây giờ vô gì vô trong đó thì sẽ gì sẽ gặp tất cả những cái bệnh chứng mà gì muốn trong đó, trừ cái trường hợp nóng chân mà trong các DVD tôi chưa nói thôi. Thì bây giờ cái nóng chân của bà đó nó rất là khó chịu, theo tôi nghĩ ra tất cả ba bệnh nó gom lại có một thôi. Tại vì nóng chân mà bà ngủ không được. Thứ hai đó là nó nhức mỏi hai cái vai, hai cánh tay đó là nó cũng ảnh hưởng cái chân luôn. Thành thử bây giờ đó thì bây giờ việc trước mắt á là mỗi ngày ông có thể massage theo coi những cái DVD mới nhất từ 33 cho tới 35 mấy cái bệnh mà đau cổ gáy đó. Ông mở cái DVD đó ra, ông làm cái massage từ cái gân cổ gáy thì dọc ra cho tới hai cái đỉnh vai. Có những cái huyệt mà tôi chỉ cho người ta bị trị tê tay đó, với mỏi tay đó, rồi đưa thẳng hai cánh tay lên bóp dọc từ bóp dọc từ trong nách đi ra cho tới cái cùi chỏ. Rồi điểm thứ hai đó là ông vuốt bằng ba ngón tay, lấy ba ngón tay chụm lại là ngón thứ ba, ngón thứ tư, ngón thứ hai tùy theo thuận. Ông vuốt từ mí tóc trán xuống cho tới đầu mày, ba ngón tay chụm lại, ba ngón tay ông chụm lại, ông vuốt từ trên xuống dưới, ông vuốt như thế là sau đó ông vuốt dọc tiếp hai bên pháp lệnh. Vuốt dọc hai bên pháp lệnh. Làm đi vậy coi. Sau đó ông vuốt tới cái cằm. Sĩ Dũng chữa đi. Sau đó là vuốt dọc theo cái cằm. Thôi mày nói tới đâu gì chữa tới đó. Vuốt dọc ba ngón tay từ trên trán xuống tới đầu mày. Đó, dùng ba ngón khép kín, ba ngón khép kín xuống đầu mày. Sau đó rồi bảy cái, xong rồi vuốt dọc theo từ khóe mắt cho tới theo xuống pháp lệnh bảy cái. Vuốt về bảy cái. Bảy cái. Đó, vuốt về bảy cái. Đó. Pháp lệnh luôn, pháp lệnh cho tới cái miệng. Đúng rồi. Nữa xuống bảy cái hai bên đó, từ dưới luôn. Đúng. Khóe mắt cho tới dọc theo pháp lệnh, sau đó vuốt dọc cạnh cằm cái ba điểm chụm vô cằm cũng bảy cái. Đó là 127 đó. Bây giờ ông làm bơ làm phước, ông bỏ tình huyệt giùm tôi. Bây giờ ông đang hỏi tôi, cho đang chỉ cho ông một cái không có huyệt, mà bây giờ ngài hỏi con một cái huyệt là con vớ liền nha. Bây giờ bác tập trung dùm, bác tập trung dùm, bác đừng nói huyệt nữa nha. Bây giờ bác chỉ nhớ theo ba ngón tay vuốt từ mí tóc trán xuống đầu mày, vuốt từ ấn đường và khóe mắt dọc theo pháp lệnh hai bên một cái bảy cái. Đấy, dùng hai ngón tay cái vuốt như bác sĩ Dũng đang vuốt đây này, từ khóe mắt và ấn đường dọc theo hai pháp lệnh bảy cái, xong rồi từ cái sủng ở dưới miệng dọc theo cả cho tới ụ cằm bảy cái. Rồi rồi vị vuốt thử như vậy đi, coi thử coi như tối bà đề dễ ngủ hay không, rồi có gì thì anh em mình liên lạc sau. Bây giờ đó vậy khi mà bác hai cái vai đó thì có thể vuốt bằng cách như thế này, để người bệnh ngồi đối diện ha, lõm vai cái đầu á ngã về phía bên người của mình, dùng sống bàn tay á nó mới căng cái diện tích này, là mới vuốt từ trong này vuốt ra nè, vuốt từ cái giật gân cổ gáy cho tới cái bả vai thì mới dễ vuốt. Mà vừa vuốt vừa miết cái tay thì ấn như vậy coi cái huyệt nào nó đau ở trên vùng vai, đặc biệt cái vùng huyệt kiên tĩnh thì ấn mạnh ở chỗ đó, chỗ nào đau ấn mạnh chỗ đó, đặng cho nó giảm bớt cái tay, giảm bớt tê tay. Vuốt ngược lại bên đây cũng vậy, từ cái chân cổ gáy vuốt dài ra, dùng sống bằng tay vuốt như thế này.
Dạ. Dạ, giống như mình lấy con dao mình liếc trên cái thớt á. Dạ. À, rồi. Rồi thôi chúc bác thành công nha. Dạ, dạ. Rồi, rồi, ai rồi ai Di Đà Phật. Alo. Alo, nghe đây. Dạ, nếu trường hợp tôi muốn hỏi thêm nữa thì dạ, à, mà một phút đó là 100 đô nghe không? bây giờ thì như thế này, bây giờ nó khổ cái bây giờ trong những ngày sắp tới nó bận rộn quá, chưa có biết được có ngày hẹn. Thì bây giờ đó tôi cho ông một cái hẹn đặc biệt là ngày thứ năm tuần này, thứ năm tuần tới này này, tôi cũng có một cái hẹn với một cái anh ở xa tới. Thì có gì anh gọi lại tới trung tâm trường sư học Điện Quang sẵn đó tôi trả lời cho. Dạ, rồi ha. Còn cái nữa thì Vinh nói là thứ ba với thứ năm thầy dạy về nhân điện nữa có được không ạ? Rồi như thế này tôi trả lời chung sẵn là trả lời chung cho bà con ở trên website luôn. Tất cả quý vị thắc mắc những cái gì về chữa bệnh mà không có thể mà đến đây được, hoặc là coi trên YouTube mà cũng chưa thấy rõ, thì quý vị cho vào cái viết email gửi về trung tâm trường sinh học Điển Quang, thì vào cái website trong đó là với chữ TSH là viết tắt của chữ trường sinh học rồi Điển Quang 2013.com. thì khi mà chúng tôi được nhận được mail quý vị, chúng tôi sẽ thầy Lộc sẽ đích thân trả lời qua cái mục thư từ đó hỏi bệnh đó, để cho mọi người xem và quý vị xem. Còn vấn đề mà gọi phone như thế này hôm nay là tại vì dư giờ, chúng tôi có một trường hợp đặc biệt. Chứ nếu mà quý vị nào cũng hỏi như thế này đó, giống như là mình chữa bệnh mà giống như mù rờ voi vậy, làm sao quý vị thấy được. Thành ra quý vị thật sự nghe chứ quý vị không có hiểu gì bao nhiêu đâu. Và xin mời quý vị cũng thông cảm dùng cái việc này. Bữa nay là đặc biệt chúng tôi trả lời, chứ lần sau là chúng tôi không có trả lời qua phone nữa. Và thầy Lộc có nói thứ năm này đó thì có cần thì dán tắt gọi thôi nha, rồi ráng dùng cái email trả lời dùm, rồi chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị. Thì quý vị cũng hoan hỷ là cộng tác của chúng tôi vậy không có đủ thời gian để mà mình đi chi tiết từng người. Và anh biết trong khi đó mà chia sẻ anh như vậy là tất cả lớp học đều nghe hết, tất cả lớp học thì đều nghe hết. Và mình post cái này đó mà bà con thấy, thôi bây giờ mai mốt mình khỏi học, mình lỡ mình điện thoại mình gọi như thế này thì rất là khổ cho chúng tôi, và cũng khổ cho bà con, họ phải lắng nghe những cái việc mà mình họ không muốn nghe. Thì hiện giờ cũng xong bây giờ rồi, thì mong là ông thông cảm nha. Rồi thôi, cảm ơn ông nhiều nha, chúc ông may mắn nha. Dạ thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ Quỳnh này muốn thử lửa thầy Quỳnh à.